Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình cho mấy người coi là cây ớt của mình gieo hồi tháng 3 ngày 5, bữa nay tháng tháng 5 ngày 10, nó đã có bông hả 5 6 ngày trước rồi đó. Cái cây này. Rồi tất cả mọi người coi nè nha, cây ớt của mình trồng nó lùng như vậy mà đã có bông rồi. À, nó chuẩn bị có trái này. Cây ớt nè. Nó trồng nó đâu nó chưa tới 2 inch nữa. Đo tuốt dưới đất luôn đó cây. Nhiều. Chưa tới 2 inch. Cái cây này chắc inch rồi, có trái rồi nè. Đây cây ớt này nè, có 1 inch thôi. Đó. Inch này, này bỏ xuống đất luôn á là inch mấy, cái này cũng lùng xịt vậy nè, chắc bẻ lên chắc được 2 inch. Cái cây này cao hơn chút, cây này được 2 inch mấy, có trái, có bông, bông tím đẹp lắm, thấy không? Đây, mấy cây này nó nhỏ nhỏ thôi, bỏ trong cái ly nhỏ xíu à, mà nó gì nó đã có trái rồi, có bông rồi. Giờ mình đem ra ngoài mình để nó chứ nó nhỏ bé quá mà sao có bông sớm vậy ta. Chắc mình gọi cái cây này là cây mấy cây ớt bonsai, chắc nó lùng cho xíu mà nó có trái rồi, không biết cuối mùa nó như thế nào đây.